Vừa qua, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương đã phối hợp với Tổ chức Xúc tiến Nhập khẩu từ các nước đang phát triển của Hà Lan CBI và Dự án Hỗ trợ Chính sách Thương mại và Đầu tư châu Âu EU MUCHAP tổ chức hội thảo phương án xây dựng chiến lược thương hiệu ngành thực phẩm Việt Nam. Chương trình xây dựng thương hiệu ngành thực phẩm Việt Nam với sự phối hợp của các đối tác trong và ngoài nước cho đến nay đã cơ bản hoàn thiện quá trình nghiên cứu và đề xuất phương án định vị thương hiệu, cấu trúc thương hiệu và thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu cho ngành thực phẩm Việt Nam. Qua kết quả khảo sát ý kiến của các hiệp hội, các tổ chức và doanh nghiệp Việt Nam có liên quan, cũng như các nhà nhập khẩu nước ngoài, các chuyên gia trong lĩnh vực thực phẩm quốc tế, chương trình đã đề xuất định vị thương hiệu ngành thực phẩm Việt Nam theo phương án Việt Nam giỏ thực phẩm của thế giới. Các phương án về cấu trúc thương hiệu cùng hệ thống nhận diện thương hiệu cho ngành thực phẩm Việt Nam và các phân ngành thực phẩm cụ thể cũng được đề xuất. Dự kiến chương trình sẽ công bố báo cáo chiến lược thương hiệu ngành thực phẩm Việt Nam vào quý 3 năm 2017.